Mở đầu tập 10 với cảnh mọi người đang chia sẻ những miếng thịt bọ cho những con cô bầu. Những con cô bầu cứ thế mà ăn ngấu nghiến. Cô chó này tên là Cicely, mặc dù rất biết ơn Nima và mọi người nhưng cô ấy cũng phải mời mọi người đi về. Họ đã bị con người bức hại nên họ không muốn có quan hệ gì với con người nữa. Vô số đàn cô bầu bị tấn công cùng một lúc và đã chết rất nhiều, nhưng Nima đến đây không chỉ để trả lại chú cô bầu con nó. Nima thông báo cho Cicely biết sắp tới sẽ có một đội tiêu diệt đến đây, nếu cứ tiếp tục ở đây sẽ rất nguy hiểm. Nhưng Cicely cũng đã biết về chuyện đó rồi. Cicely là một Star Reader, cô ấy có thể đoán được vận mệnh bằng cách nhìn vào các vì sao. Nima cũng ngầm hiểu vì sao cô ấy lại tên là Cicely, nó có nghĩa là ngôi sao trong tiếng Lassian. Cicely nói tiếp, chúng tôi sẽ chiến đấu với con người. Vì vậy các người hãy quay về thị trấn đi. Nhưng Nima vẫn muốn nói với cô ấy về dự án Siana, một dự án để con người và quái vật có thể chung sống hòa thuận. Nhưng Cicely đã từ chối mà không cần suy nghĩ, bầy cô Blob hiện tại bao gồm những cô bầu sống sót sau các cuộc tấn công của con người, họ dựa vào Cicely như một tư tế. Và cô ấy không có ý định tin tưởng con người nữa. Trời cũng đã sắp tối nên Nima sẽ trở về, nhưng ngày mai Nima sẽ quay lại đây. Lúc Nima vừa đi thì Cicely phát hiện trên trời có một vì sao cứu tinh đang ở bên cạnh vì sao của họ. Phải chăng cô bé Nima đó là vì sao cứu tinh? Lúc này Raph nhận được thư từ cha, sắp tới Kana sẽ đến đây. Hoàng tử Win cũng nhận được một bức thư, trong đó viết hoàng tử đang tiến hành kiểm tra nên các hiệp sĩ hoàng gia, bất kể địa vị hay cấp bậc, đều phải tuân lệnh của điện hạ. Nhưng lại có một vấn đề khác, đó là ngoài việc tiến hành một cuộc kiểm tra đặc biệt đối với các hiệp sĩ hoàng gia, hoàng tử lúc này tạm thời nắm giữ quyền bắt giữ, đó là sắc lệnh của vua. Về cơ bản hiện tại bọn họ có thể xử lý bất kỳ tên hiệp sĩ nào dám cản trở. Nima phấn khích mà nói, điều này có nghĩa là hoàng tử sẽ chiến đấu tới cùng với chúng em ha. Nhìn vẻ dễ thương của Nima thì hoàng tử cũng đỏ cả mặt. Hiện tại thì Dewitt vẫn chưa quay lại, kiểm tra qua tinh linh gió thì họ phát hiện Dewitt đang trốn trong một quán trọ ở khu ổ chuột. Thôi thì cứ để Dewitt làm nhiệm vụ, hôm nay Nima sẽ quay lại khu rừng. Nima cùng mọi người mang theo một đống thịt bọ đến cho đám kobold. Cicely lúc này thấy Gretia và Haku trên người của Nima thì rất bất ngờ, không ngờ Nima lại mang theo ma thú. Đúng vậy, và cả Shinki ở kia cũng là ma thú. Cicely hỏi, việc chúng ở bên cạnh cô có phải là một phần của dự án Siana không? Nima nói, mọi người có thể khó tin tưởng em vì con người đã làm tổn thương mọi người. Nhưng em rất muốn giúp đỡ, nhưng Cicely cần phải bảo vệ mọi người và cả em gái của cô nữa. Cả chủng tộc nhà Cicely đã bị giết, chỉ còn mỗi mình cô và em gái sống sót. Nhìn thấy Cicely đang yếu lòng thì Nima bảo cô hãy thử vuốt ve Haku đi, nó sẽ làm cho chị ổn hơn. Haku có kết cấu rất lạ, bằng cách nào đó nó đã khiến cho Cicely thấy thoải mái hơn. Nima đem hết kế hoạch kể cho Cicely nghe, hiện tại Nima đang tập hợp những ma thú bị mất nơi sinh sống và cố gắng tìm nơi nào đó để chúng di cư đến. Cicely vẫn thấy rất kỳ lạ, tại sao một con người lại cứu giúp ma thú? Nima nói, chủng tộc hay giống loài đều không quan trọng, em chỉ muốn giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn thôi. Cicely cũng đã quyết định sẽ đặt niềm tin vào Nima. Bây giờ cô ấy sẽ đi triệu tập các thủ lĩnh khác. Lúc Nima ngồi đợi thì có một con kobold đến, hóa ra con kobold Nima cứu là con của nó. Con kobold này tên là Hanley, đến từ tộc Heller. Nima nhờ Hanley chỉ cho mình biết thêm về kobold. Hệ sinh thái của kobold được chia thành hai loại, loài đi săn bắt và loài nuôi dưỡng đời sống. Loài săn bắt thì vượt trội với khả năng sử dụng vũ khí và khả năng thể chất. Còn loài nuôi dưỡng đời sống thì nổi trội về tay nghề và những thứ hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. Thông thường thì họ sẽ sống theo loài, nhưng khi các loài tập hợp lại thành một bầy thì họ sẽ giúp đỡ lẫn nhau mà sống. Và Nima cũng khá tò mò về việc người thì đi bằng hai chân, người thì đi bằng bốn chân. Đó là bởi vì khi kobold trưởng thành thì nó có thể đi bằng hai chân. Khi còn nhỏ thì các khớp cơ vẫn chưa phát triển, nên họ rèn luyện vai và chân bằng cách đi bốn chân. Nima lúc này mê đắm bộ lông mềm mượt của Hanley nên đã bay vào ôm lấy ông ấy. Nima còn nhờ Raph làm cho một con gấu bông bản sao của ông Hanley nữa chứ. Raph và hoàng tử cũng thử sờ lông của Hanley xem, bộ lông này thực sự rất tinh xảo nên khó mà tái tạo được bằng ma thuật. Mọi người và các thủ lĩnh đã tập trung đầy đủ, Nima nói về dự án Siana, đó là để tập hợp các loài thú lại. Mọi người sẽ sống với Goblin. Hiện tại thì Nima vẫn đang tìm địa điểm. Một thủ lĩnh nói, vậy thì mỗi ngày sẽ là một cuộc chiến sinh tồn, chúng tôi có thể bắt sống con người và sử dụng chúng để luyện tập săn bắn. Người thì lại muốn tận dụng sự khéo léo của con người để làm việc. Họ muốn khi họ ổn định họ sẽ làm một cánh đồng rộng lớn. Vậy là mọi người đã đồng ý với kế hoạch của Nima.
Việc tiếp theo là phải tìm cách xử lý đội tiêu diệt. Những thủ lĩnh muốn tránh xung đột để tránh tổn thất về tính mạng. Nhưng Mima lại muốn mọi người đối đầu trực diện với họ. Chúng ta sẽ tấn công Lernis bằng mọi thứ mọi người có, nhưng sau đó đột nhiên đổi hướng, chúng ta sẽ lợi dụng lúc hỗn loạn để chạy trốn về phía Tây. Bỗng nhiên có một đứa trẻ hét lớn, đừng để tên con người đó đánh lừa. Hóa ra đó là em gái của Cecily, nhìn chả giống Cecily tí nào cả. Cô bé đó là thú nhân, Cecily bảo nó đến từ tộc sói. Con bé bị bỏ rơi nên giờ nó là thành viên quan trọng của gia đình Cecily. Hoàng tử bảo, lông của con bé như màn đêm và những vệt bạc giống những ngôi sao băng. Cô bé đó thuộc tinh lang tộc. Nima thầm nghĩ, có lẽ Chúa đã hồi sinh tinh lang tộc. Chẳng lẽ ngài ấy bảo mình phải thu phục cô bé dễ thương này? Nima tiến đến mà hỏi, tại sao em lại nghĩ chúng tôi đang lừa em? Cô bé kia vẻ mặt tức giận mà nói, con người nào cũng giống nhau cả thôi. Vì các ngươi mà tất cả bọn tôi phải chịu khổ. Nima đáp, nếu em có cách cứu đàn của mình thì hãy nói cho tôi nghe. Cô bé kia ủ rủ, tôi không biết gì cả, họ không nói với tôi bất cứ điều gì vì tôi chỉ là một đứa trẻ. Tôi cũng có thể chiến đấu mà, tôi cũng có thể đánh bại con người mà. Tôi cũng muốn làm điều gì đó cho đàn của mình chứ. Nima mỉm cười, hóa ra cô bé cảm thấy bị bỏ rơi. Nima nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô bé, em có muốn tham gia cùng với tôi không? Cô bé hung dữ giờ đã ngoan ngoãn đứng yên cho Nima xoa đầu. Cecily ra lệnh cho em gái, Nima là cứu tinh của chúng ta, nhiệm vụ của em là hãy ở bên cạnh bảo vệ cô ấy. Bây giờ Cecily đã chắc chắn rằng Nima là cứu tinh của họ. Mặc dù có hoàng tử và Raph ở đây, nhưng nếu Nima không tham gia thì họ cũng sẽ rời đi. Bởi vậy Nima chính là cứu tinh của họ. Cuộc họp chiến lược cứ thế mà tiếp diễn. Nima muốn Raph gia nhập đội tiêu diệt. Như vậy thì có thể biết thông tin về họ và Raph cũng có thể sử dụng ma pháp chữa lành. Nima muốn tránh những thương vong không đáng có. Sau cuộc họp mọi người liền bắt tay vào công tác chuẩn bị. Những thợ dệt kim và may mặc sẽ tạo ra dây thừng và lưới, các thợ mộc sẽ tạo ra xe để họ chạy trốn, các triết gia sẽ tìm đường đi cho kế hoạch này. Đây là người con thứ 4 của tộc Hope, đứa nhóc mà Nima đã cứu là người con thứ 12. Họ không biết có bao nhiêu thành viên của đàn khác còn sống và việc đoàn tụ sẽ dễ dàng hơn nếu họ làm theo kế hoạch của Nima. Đây là đứa con thứ 5 và thứ 6 của tộc Hope. Chúng sẽ đi theo Nima. Cả bọn đã quay lại Lernis. Hai đứa nhóc kia có nhiệm vụ là thu thập thông tin xem có bao nhiêu mạo hiểm giả tham gia đội tiêu diệt. Nếu gặp rắc rối thì hãy tìm những hiệp sĩ. Nốc sẽ đóng vai trò là người đưa tin khẩn cấp. Những hiệp sĩ cũng cải trang thành mạo hiểm giả để tìm kiếm thông tin. Tiếp theo mọi người sẽ đến đồn hiệp sĩ. Ông này là người phụ trách đội tiêu diệt đám kobold. Nima đi thì gặp Dewitt. Cậu ta đang trà trộn vào đồn hiệp sĩ sao? Raph nói với ông kia là muốn đi tham gia vào đội tiêu diệt. Với ma thuật chữa lành thì anh ấy sẽ giúp ích được cho đội. Với lại nếu ở đây mà không làm gì thì sẽ là một nỗi xấu hổ cho nhà Osphi mất. Bỗng nhiên một tên lính chạy vào báo tin khẩn cấp. Sinki ở ngoài dùng tinh linh gió thông báo cho Nima. Một số hiệp sĩ cố gắng ngăn cản cuộc chiến giữa các mạo hiểm giả nên đã bị thương. Nima chạy ra xem, cảnh tượng trước mắt làm Nima rất hoảng hốt. Liệu chuyện gì đã xảy ra? Anh em cùng đón chờ tập 11 nhé! Tập 10 đến đây là hết rồi.